Xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Review Công Nghệ Phương Đông Âu Tu. Em là anh Review. Và ngày hôm nay thì Phương Đông Âu Tu đã nhận được một con xe Hyundai Santa Fe 2021. Và con này đang được lên 2 cặp bi gồm 4 đổi pin, một là V30 Ultra và hai là V30 L Ultra, một cái bản LED của V30 và một bản laser của V30. Thì ánh sáng ban đầu chúng ta đã thấy rồi, nó rất là yếu. Thì bây giờ là cái quy trình mà Phương Đông Âu Tu sẽ thực hiện tháo lắp và hoàn thiện cái dòng đèn này như nào nhá. Khá là chi tiết để các bác có thể hình dung ra nhá. Trước hết chúng ta phải hạ cản xuống để chúng ta mang cái đèn ra. Cái việc hạ cản này thì thời gian nó cũng không quá dài, và cái việc chúng ta tháo cái đèn nguyên bản của ra cũng khá là dễ dàng thôi. Tất cả các dòng này đều bằng ốc cả, bây giờ chúng ta tháo ra và lắp ra như bình thường thôi. Ok, đây là Smart đang tháo cái đèn ra này. Chỉ một rắc cắm rất là nhỏ đúng không ạ? Khá đơn giản đúng không ạ? Quy trình thứ hai, chúng ta sẽ dán cái tấm ni lông để bảo vệ chống xước đèn. Cái điều này sẽ làm cho cái việc mà khi chúng ta làm ấy, chúng ta sẽ không gây ảnh hưởng cái phần mặt đèn nhá. Thứ ba, chúng ta sẽ tháo toàn bộ các cái đèn halogen của nó ra. Halogen, cái đèn led halogen đấy. Thứ hai, chúng ta sẽ tháo một số cái ốc mà chúng ta gắn liền với nhau á. Cái dòng Santa Fe này có 1-2 cái ốc gì đó. Bình thường thì dòng xe khác thì không có, con này thì có. Tháo ra, sau đó chúng ta sẽ cho vào hấp đèn. Cái nhiệt độ hấp thì tùy theo cái tùy từng dòng đèn nhá, chúng ta hấp theo đúng cái nhiệt độ của nó để cái keo có thể chảy ra ngoài dễ dàng hơn nhá. Chúng ta hấp đèn. Sau thời gian khoảng tầm 5-6 phút, nói chục phút tùy theo cái lượng đèn đấy, chúng ta sẽ mang đèn ra và chúng ta sẽ bậy ra. Cái hấp đèn, với hấp đèn này ấy, nó sẽ làm cho cái keo xung quanh của đèn ấy, nó sẽ mềm ra. Đây, chúng ta sẽ tháo ra này. Đó, chúng ta sẽ cho vào cái mép của nó bậy ra một chút thôi. Sau chúng ta sẽ dùng cái kẹp và kìm kẹp và bẩy ra. Các dụng cụ mà Phương Đông Âu Tu sử dụng đều là dụng cụ chuyên cho dòng đèn các bác nhé. Vì vậy nó làm rất là chuyên nghiệp và khá nhanh. Đó, chúng ta sẽ tháo cái ra. Những dòng keo này ấy, chúng ta cũng sẽ dùng cái keo nguyên bản, cái dòng keo mà khá là cực kỳ xịn, để nó sẽ liền luôn vào cái phần đèn. Và trong này ấy, nó sẽ có, cái dòng xe này đã có sử dụng cái bi rồi, hai đôi bi cầu như này đúng không ạ? Nhưng mà cái bi cầu này cái công suất rất là yếu, khá là yếu, vì vậy cái ánh sáng của nó không được đạt cái nhu cầu là ánh sáng mà chúng ta có thể hình dung ra được con đường phía trước. Vì vậy là cái chúng ta thay cái bi, đôi bi này là chuyện rất là bình thường các bác nhé. Cái quy trình chúng ta sẽ tháo toàn bộ hai cục bi này ra, vì tất cả các dòng sản phẩm của Phương Đông Âu Tu cung cấp cho khách hàng ấy, nó đều là sản phẩm zin nguyên bản, thì cả cái bát đèn cũng như các dây rắc. Vì vậy chúng ta sẽ gần như nó là khi chúng ta lắp vào nó gần như là 100% nguyên bản của xe luôn. Đó, đây là X-Line V30 L và Ultra, và V30 Ultra một phiên bản LED và một phiên bản bi laser của V30. X-Line là những dòng bi cực kỳ xịn sò. Đây chính là laser này. Đó, laser đấy, có một cái ống LED laser đó. Thì đây chính là cái cục bi laser của nó. Nó khá là xịn sò luôn các bạn. V30 L Ultra đấy. Nó không những sáng xa, sáng gọn ánh sáng mà nó tản ánh sáng rất là đều, mà không làm ảnh hưởng những người mà đối diện, những cái xe hoặc người đi bộ đối diện, nó không ảnh hưởng một chút nào luôn đối với dòng bi này. Đây là bát zin các bác nhá. Cái bát zin này thì sao cho cái bát zin này thì chúng ta gắn zin vào xe luôn. Rồi hồi xưa cái đây khoảng tầm vài năm trở lại trước ấy, thì chúng ta không có cái bát zin như này, chúng ta phải dùng những con ốc bắt, nó rất là khó và nó nhiều khi nó không đẹp thẩm mỹ. Nhưng đối với dòng bắt zin như này rồi thì gần như 100% thẩm mỹ luôn các bạn. Đó, cái quy trình này chính là cái quy trình căn chỉnh ánh sáng. Cái việc căn chỉnh trước khi chúng ta lắp đặt vào á, thì nó sẽ tạo ra một cái hình ánh sáng chuẩn nhất. Đấy, khi hoàn thiện xong á, chúng ta thấy rằng mắt quỷ ở trong đây là có mắt quỷ xanh, quỷ đỏ. Chúng ta có thể chọn mắt quỷ theo tùy ý thích của mình nhé. Ở đây thì khách hàng đã chọn mắt quỷ đỏ, khá là đẹp đúng không ạ? Khi hoàn thiện rồi thì như zin, có nghĩa là nó sẽ gần như 100% nguyên bản luôn, và nó đẹp hơn, sáng hơn, gọn hơn, nó mang giá trị cao hơn cho người lái xe. Dù là bi rồi nhưng mà cái bi công suất lớn sẽ khác, và các bác hình dung là cái công suất lớn nó có cục đẩy công suất, chứ không phải là do mình lấy điện của xe gì đó mà nó ảnh hưởng các bác nhé. Như vậy là các bác yên tâm hoàn toàn về vấn đề của xe của mình. Thứ hai là ánh sáng của nó đây, rất gọn đúng không ạ? Khi ánh sáng gọn như này ấy, chúng ta hình dung được cái
cái phần đường đi này, cũng như là các cái hình ảnh, hình dáng của cái việc mà vật thể mà chúng ta trước mặt chúng ta ấy, sáng gọn và nó được cắt rất là rõ ràng luôn, nhưng nó không gây chói. Các bạn thấy nó không gây chói cho người đứng đối diện, kia đứng đối diện cũng như người lái xe đối diện mình, mà không ảnh hưởng đến việc đó thì chúng ta cũng an tâm, hoàn toàn an tâm luôn. Các bạn đúng không ạ? Hoàn toàn an tâm luôn. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái dòng xe này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test lại một chút và chúng ta sẽ đi ra ngoài đường nhé. Chúng ta xem là cái ánh sáng này nó sẽ thể hiện như nào nhé. Ok, ánh sáng rất rõ nét đúng không ạ? Rất rõ nét luôn ạ. Đó, vết cắt cực kỳ chuẩn luôn. Khá thực tế đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta đi ngoài đường nha. Với ánh sáng ngoài đường như thế này, các bác để ý nha. Thứ nhất là chúng ta thấy ánh sáng rất gọn đúng không ạ? Nó gọn, nó tản ánh sáng rất tốt luôn. Có nghĩa là ánh sáng khi mà chúng ta đi ấy, nó sẽ không bị co gọn vào một điểm và sẽ tản ánh sáng ra. Ở đây thì cái máy quay nó vẫn chưa được, khi ngồi bên trong xe ấy, nó vẫn chưa được hiển thị được hết được cái, tại vì nó có một phần là đèn đường, một phần ánh sáng hất vào. Còn chúng ta thấy là đèn đường rất là sáng luôn, nhưng mà cái ánh sáng của dòng này nó càng sáng hơn nữa và nó tản ánh sáng ra xung quanh của cái đường của mình, đi khá rất là an toàn, rất an toàn luôn. Các bạn để ý là cái người đằng trước ấy, đó, rồi cái phi đường này, cái vết cắt đường như này thì chúng ta thấy rằng là cái việc người ta di chuyển nhanh ấy, trên đường cao tốc này, hoặc di chuyển nhanh trên các cái cung đường mà nó nhiều cái gồ ghề ấy, hoặc là nhiều cái vật thể xung quanh ấy, chúng ta có thể, hoặc là cái đường chật đấy mà cái góc đường mà khi mà người ta phi từ trong ra ngoài á, đó, hoặc là người đi ngược chiều á, thì chúng ta đều hình dung người ta hết vật thể trước khi chúng ta có thể xử lý được cái tình huống như vậy đúng không ạ? Ánh sáng đèn là quan trọng nhất trong cái chúng ta di chuyển ban đêm đấy ạ. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà đi trong phố này, hoặc là đi ra ngoài cao tốc này, hay là đi ra ngoài cái nơi mà cái đường gập ghềnh ấy, chúng ta có thể sử dụng luôn cái chức năng mà đèn như này rất là sáng. Đó. Ok, thời gian bảo hành của dòng đèn của Phương Đông Ô Tô là 3 năm đổi mới. Các bác liên hệ Phương Đông Ô Tô để được lắp đặt dòng sản phẩm cao cấp nhất, hoặc là các bác có thể theo dõi kênh YouTube Phương Đông Ô Tô này, hoặc là số điện thoại Phương Đông Ô Tô 0955 546 546, 0769 55 55 55, để được tư vấn toàn bộ cái dòng đèn của GTR Việt Nam tại Phương Đông Ô Tô. Phương Đông Ô Tô là đại lý chính thức phân phối cũng lắp đặt cái dòng sản phẩm đèn GTR tại Hà Nội. Cảm ơn các bác rất nhiều.